Người mẹ này thực sự nhẫn tâm. Sau khi chồng qua đời, Sung Jo sợ đứa bé sẽ trở thành gánh nặng của mình, nên đã đem con bỏ lại nhà nội. Song Hee sau khi mất đi người thân vừa trở về nhà, phát hiện trong nhà có một đứa bé thì vô cùng kinh ngạc. Khi nhìn mảnh giấy ghi tên đứa bé được chị dâu để lại, cô mới biết đây là cốt nhục của anh trai. Nhưng Song Hee chưa từng gặp chị dâu, vậy nên không có cách thức liên lạc với đối phương. Bất lực, cô chỉ có thể lấy điện thoại anh trai còn sống để lại, tìm kiếm số điện thoại của chị dâu. Nhưng người phụ nữ nhẫn tâm đó đã khóa máy. Ôm đứa trẻ trong tay, Song Hee hoang mang không biết phải làm sao, chỉ đành gửi tin nhắn thoại cho chị dâu. Nghe lời nhắn của em chồng, Sung Jo mới biết chuyện. Bà nội sau khi biết tin cháu trai xảy ra tai nạn đã qua đời do chịu đả kích lớn. Hiện nay trong nhà chỉ còn lại em chồng chưa học hết cấp 3. Điều này khiến người mẹ vô cùng lo lắng, khuyên con gái mau đi đón cháu về chăm sóc. Nhưng Sung Jo lại cương quyết từ chối. Anh ta nói sẽ chịu trách nhiệm nên con mới sinh đứa bé ra. Nay anh ta không thể chịu trách nhiệm thì em gái anh ta phải chịu. Em gái nó còn đang học cấp 3. Nếu anh ta không thể chịu trách nhiệm, con sẽ đưa đứa bé tới cô nhi viện. Nghe con gái thốt ra những lời nhẫn tâm này, người mẹ không dám tin bản thân lại sinh ra đứa con gái độc ác tới mức này. Thậm chí Sung Jo còn dặn mẹ giúp mình đổi số điện thoại. Thấy thái độ cương quyết của con gái, bà cũng không muốn tiếp tục nhúng tay vào chuyện này nữa. Bên này cha Yeo Jo không chịu nổi áp lực việc bản thân gây tai nạn bỏ trốn. Anh mỗi ngày chìm trong men rượu. Người chú nhận ra tâm trạng cháu trai gần đây không được tốt, liền hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cha Yeo vừa định nói ra sự việc thì liền bị thím chặn họng, lời tới môi lại phải nuốt xuống. Hôm sau cha Yeo lần nữa tới hiện trường vụ tai nạn, đập vào mắt anh là dòng chữ tìm tài xế gây tai nạn bỏ trốn. Thế là anh gọi tới số điện thoại được in trên băng rôn. Nghe giọng đối phương, anh lại không đủ dũng khí nói ra sự việc. Điều này khiến cha Yeo cảm thấy vô cùng đau khổ. Xin lỗi. Về tới nhà, anh quyết định ra nước ngoài du học, rời khỏi cái thành phố u ám này. Người thím nghe được lời này thì lập tức vui sướng tán thành. Thấy thái độ cương quyết của cha Yeo, người chú chỉ đành đồng ý. Nhưng điều kiện là một năm sau, anh buộc phải quay về công ty làm việc. Bên này Song Hee tới nhà cô ruột, vì tương lai của cháu trai, người cô kiên quyết phản đối Song Hee nuôi dưỡng đứa bé. Buổi tối Song Hee đứng ngoài nghe được, cô chú định đưa đứa bé tới cô nhi viện, cô đã lén rời đi. Nữ sinh trung học không may trở thành mẹ đơn thân, Song Hee không có việc làm, cô đã ôm theo đứa bé lưu lạc đầu đường xó chợ. Không ai muốn nhận cô vào làm việc cả, mà tất cả những chuyện này đều do người chị dâu tàn nhẫn gây ra. Sau khi anh trai qua đời, cô ta đã lén bỏ lại đứa bé ở nhà Song Hee. Nhưng người chị dâu mà cô chưa từng gặp mặt đã sớm đổi số điện thoại. Vậy nên Song Hee chỉ đành một mình mang theo đứa bé lưu lạc khắp nơi. Hôm nay đứa bé bỗng sốt cao, khiến Song Hee sợ hãi không biết phải làm sao. Số tiền còn lại không đủ chữa trị cho đứa bé, may gặp được ông chú tốt bụng, không những giúp cô trả tiền thuốc mà còn đưa Song Hee và đứa bé về nhà. Sau khi biết hoàn cảnh khốn khó của Song Hee, ông đã khuyên cô nên đưa đứa bé tới cô nhi viện. Dù sao thì cô vẫn đang ở tuổi vị thành niên, sao có thể chăm sóc tốt cho một đứa bé mà ông cũng thường xuyên tài trợ cho các cô nhi viện. Vậy nên ông biết điều kiện ở đó rất tốt, nhưng Song Hee lại không muốn làm vậy. Ban đầu vì sợ người cô đưa đứa bé tới trại trẻ mồ côi nên mới lén rời khỏi nhà. Bên này người cô nằm trên giường ăn không ngon ngủ không yên vì lo cho cháu trai, mà người mẹ tàn nhẫn vứt bỏ con cái lại đang sống rất tốt, sự nghiệp lên như diều gặp gió ở công ty mới, mà bà ngoại đứa bé lại càng may mắn hơn. Để thay đổi cuộc sống, bà ta đã câu dẫn được một đại gia lắm tiền nhiều của, làm gì còn thời gian lo lắng cho đứa bé tội nghiệp. Lúc này sữa bột của đứa bé sắp hết, vì không trả được tiền thuê nhà, Song Hee đã bị chủ nhà đuổi đi. Cô một mình đi trên đường rồi nhớ lại lời khuyên của ông chú đó. Không còn cách nào khác, Song Hee chỉ đành tạm thời đưa đứa bé tới cô nhi viện. Sau đó bàn với viện trưởng, khi nào mình tìm được việc làm sẽ tới đón đứa bé. Nhưng khoảnh khắc nhân viên đưa đứa bé đi, cảm giác đau khổ lần nữa ập tới. Nghe tiếng khóc của cháu trai, cô không thể khống chế nổi cảm xúc của mình. Cho dù cuộc sống có khó khăn, cô cũng không nỡ bỏ lại đứa bé. Thế là Song Hee mang theo đứa bé bắt đầu đi phát tờ rơi. Một hôm Song Hee vô tình trông thấy mẹ ruột của đứa bé trên đường, nhưng lại không biết người phụ nữ trước mắt là chị dâu của mình. Lúc này Song Hee tình cờ gặp lại ông Giang. Ông tốt bụng dẫn cô tới cửa hàng, kêu Song Hee có thể ở lại đây làm việc đồng thời sẽ bao ăn ở. Nhận được lòng tốt của đối phương, Song Hee vô cùng mừng rỡ, không biết cảm ơn ông thế nào. Cứ như vậy cô bắt đầu làm việc tại cửa hàng của ông Giang. 8 năm sau, đứa bé đã học tiểu học, còn là một đứa bé rất hiểu chuyện. Dưới sự giúp đỡ của Song Hee, việc kinh doanh của cửa hàng ngày càng khấm khá. Bên này cha Yeo sau nhiều năm sống ở nước ngoài, một lần vì con của một người bạn làm phẫu thuật cần tiền gấp, anh chỉ đành gọi điện thoại cho chú giúp đỡ, nhưng chú lại kêu anh về nước rồi tính. Không còn cách nào khác, Song Hee chỉ đành khăn gói về nước. Nhưng vừa xuống xe lại để quên máy ảnh trên taxi, trùng hợp trông thấy Song Hee đang đi giao hàng. Do cấp bách, anh đã cướp xe của cô đuổi theo taxi. Này, dừng lại. Dừng lại. Dừng lại cho tôi. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành mở túi đồ mà anh để lại, xem bên trong có phương thức liên lạc gì không. Nhưng bên trong chỉ toàn là quần áo và đống tất thối. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của chú bảo vệ, ông phân tích người này không phải lưu manh thì cũng là đám cướp giật. Thấy vậy, Song Hee vội gọi điện báo cảnh sát. Nhưng cha Yeo thực ra chỉ muốn đuổi theo lấy lại chiếc máy ảnh mình bỏ quên trên taxi. Sau khi đi hết nửa con phố, khó khăn lắm anh mới đuổi tới, lại bị cảnh sát chặn đường bế đi. Các anh muốn làm gì?
Chúng tôi nghi ngờ anh trộm xe máy, phải đưa anh về đồn. Anh nói gì cơ? Cho dù cha Leo có giải thích thế nào thì cảnh sát cũng không tin. Cứ như vậy anh bị cảnh sát đưa đi. Khi Dong Hi tới nơi, anh mới biết cô chính là người đã báo cảnh sát bắt mình. Sau khi cướp xe của người ta, cha Leo không những không xin lỗi mà còn oán trách đối phương. Dong Hi bất bình xác nhận anh chính là một kẻ cắp. Cha Leo vội giải thích trong túi mình còn có thứ quan trọng hơn, vậy nên anh mới để lại cho cô giữ. Nhưng Dong Hi đã mở túi kiểm tra, bên trong không có đồ vật gì đáng giá. Cảnh sát nói bên trong có hộ chiếu của cha Leo. Nếu trông thấy hộ chiếu thì cô đã không báo cảnh sát. Vậy cô giúp tôi đi tìm máy ảnh đi. Gì cơ? Bởi vì cô đã báo cảnh sát bắt tôi nên tôi mới không tìm được nó. Cô phải giúp tôi tìm lại máy ảnh. Song Hy nói nếu bên trong không có hộ chiếu thì anh phải quỳ xuống xin lỗi. Cứ như vậy hai người bắt đầu đánh cược. Khi cha Leo lấy ra hộ chiếu từ trong túi áo, Song Hy tròn mắt kinh ngạc. Sau khi thua cược, Song Hy chỉ đành thực hiện lời hứa với đối phương. Nhưng thành phố lớn như vậy sao có thể tìm được chiếc taxi đó? Lúc này cha Leo nhớ lại, lúc đuổi theo taxi đã trông thấy tài xế dừng lại mua đồ. Nhưng ông chủ không ở cửa hàng nên nhân viên không có quyền cung cấp video giám sát. Thế là hai người hẹn nhau hai ngày sau lại tới. Sau khi Dong Hi ra khỏi cửa hàng luôn cảm thấy người đàn ông này rất quen mắt. Thì ra 8 năm trước cha Leo từng tới quầy hải sản của nhà cô, mà di ảnh của bà cũng là cha Leo chụp. 8 năm chớp mắt trôi qua, không ngờ hai người lại gặp lại nhau. Trong tình huống này, về tới cửa hàng, Dong Hi kể lại mọi chuyện với ông Giang. Cô luôn cảm thấy mình đã gặp người đàn ông này ở đâu đó. Ông Giang hỏi cô có khi nào từng gặp nhau trong thôn. Nghe tới đây, Dong Hi lập tức nhớ tới ký ức kinh hoàng năm đó. Suốt nhiều năm nay cô luôn tìm kiếm kẻ đã đâm chết anh trai rồi bỏ trốn, nhưng những người đó đều vì tiền mới nói dối là nhân chứng năm đó. Hôm sau ông Giang không quên nhắc nhở Dong Hi đã tới giờ đi hẹn với người ta. Khi cô chuẩn bị ra khỏi cửa, bỗng nhận được cuộc điện thoại của một người lạ. Tôi gọi đến vì vụ án gây tai nạn bỏ trốn vào 8 năm trước. Anh nói gì cơ? Anh là nhân chứng sao? Mặc dù đã bị lừa nhiều lần, nhưng cô vẫn không bỏ lỡ bất kỳ một tia hy vọng nào. Ai ngờ kết cục giống hệt nhau, bọn họ đều tới vì tiền. Dong Hi thất vọng kể khổ với ông Giang. Cô luôn cảm thấy áy náy về chuyện này. Nếu năm đó kịp thời ngăn cản anh trai thì anh đã không xảy ra tai nạn. Vậy nên cô nhất định phải tìm được tài xế gây tai nạn năm đó. Vì chuyện này mà cô đã quên lời hứa giúp cha Leo tìm lại máy ảnh. Bên này cha Leo chờ mãi không thấy Dong Hi đâu, anh còn tưởng mình đã bị lừa. Lúc này cha Leo bỗng nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, thông báo đã tìm được máy ảnh của anh. Trùng hợp lúc này Dong Hi cũng chạy tới. Hai người cứ như vậy bỏ lỡ nhau. Bất ngờ hơn là bố cha Leo lại là bạn tốt của ông Giang. Vậy nên mỗi lần về nước, anh đều tới thăm ông. Mà cha Leo trở về lần này là muốn vay tiền chú, bởi vì con của bạn đang cần tiền phẫu thuật gấp. Nhưng điều kiện của chú chính là anh phải ở lại công ty làm việc một năm. Nếu một năm sau anh vẫn muốn rời đi thì ông sẽ không ngăn cản. Nhưng cha Leo không muốn quay về căn nhà đó, bởi vì chuyện này khiến anh cảm thấy vô cùng khó xử. Buổi tối anh kể chuyện này với ông Giang. Ông Giang cuối cùng vẫn khuyên cha Leo trở về thử sức. Dù sao đây cũng là công ty của bố anh để lại, để con trai thừa kế công ty cũng là tâm nguyện của bố anh lúc còn sống. Cứ như vậy cha Leo nghe theo lời khuyên của ông Giang. Chú anh nghe tin thì vô cùng mừng rỡ. Người thím sau khi biết tin cha Leo ở lại thì bà ta khó chịu ra mặt, khó khăn lắm mới đuổi được quả bom nổ chậm này đi, nay lại lôi nó về công ty làm việc. Điều này khiến anh họ và người thím cảm thấy bất an. Bên này công ty sắp ra nước ngoài để tham gia triển lãm trang phục, nhưng quần áo vừa thiết kế xong lại không cẩn thận vướng vào cốc cà phê. Sung Jo giận không nói lên lời, sau đó điên cuồng chạy ra ngoài đuổi theo nhà thiết kế. Nhưng đối phương sớm đã đi khuất, thậm chí còn khóa máy. Hiện tại trong công ty chỉ có mình Sung Jo biết sử dụng máy may, vậy nên bọn họ không thể hoàn thiện trong sáng mai. Khi mọi người đang đau đầu vì chuyện này, trợ lý vô tình trông thấy Dong Hi đang đi ship hàng. Vì là khách quen của cửa hàng ông Giang nên anh ta biết rõ kỹ năng may vá của Dong Hi rất tốt. Để nhanh chóng hoàn thành sản phẩm, Sung Jo vội chặn cô lại. Này, điên rồi sao? Sao lại chặn đầu xe như thế? Giúp chúng tôi may trang phục nhé. May trang phục á? Tập phim này hôm nay đến đây thôi. Các bạn nhớ ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé.